gì cô? Okay. Make a sentence with a theme. This film. Một câu luôn This con, film. một câu luôn, một câu luôn, một câu hoàn chỉnh. Ví dụ như là tôi xem phim. I watch a film. Ừ. Từ tiếp theo. Để cô xíu ha. Lấy cái này đi. Giraffe. Ok. Hit. Tiếp theo là leaf. Giraffe. It live. Clip sao? Clip sao? Yeah. Đặt câu với chữ clip cho cô nè. Giraffe eat leaves. Anh ấy quét lá hả con? Con hươu cao cổ ăn lá. Giraffe The eat giraffe leaves. Rồi, continue. Từ tiếp theo. eat leaves. I'm wearing I hay là am? hat. Am, đúng rồi. I'm wearing a hat, chính xác. Continue. Iceland. Iceland in the ocean. Iceland in the ocean. What does it mean? Đảo ở trên biển. Nhưng mà nó không có được ra một câu. Câu là phải có chủ ngữ, động từ, vị ngữ đàng hoàng. Còn Iceland in the ocean chỉ mới là cái đảo ở trên cái biển này, chưa có động từ. Ví dụ con nói là there are many islands in the ocean thì được. Đó là cái câu thôi. Con thì nghĩ ra câu khác Rồi, là câu khác. I have a house in Iceland. I have a house in hay là on? Trên đảo. On the islands. The islands hay là the Iceland? Đúng rồi, the Iceland ha. Continue the next word. A shell. Shell is small. A A shell là chủ ngữ. Is small. Được ha. Very good. Continue. I'm wearing a shoe. Shoes. I wearing hay là I'm wearing? I'm wearing a shoes. A shoe, đúng không? Con mang có một chiếc giày. Shoes, not a, không có a ha. Continue the next one. Book. Book. Books. I like read I like read books hay là I like reading books. Read books. Reading books. Sau những chữ thích, ghét, yêu, vân vân, động từ mình phải thêm ing vào nha. I like reading books. Từ tiếp theo ở balcony. A balcony. Cancun. Cái gì con? Bangkok hả? Đúng rồi, Bangkok. Standing in a balcony, on a balcony. I like standing
In a bank, balcony, chứ phải là balcony nha cả. Balcony. Balcony, đúng rồi ha, balcony. I like standing in a balcony. Very good. Right. Now let's move on to the next exercise. Can you see the bus? Có thấy cái khung của cô không? Right. Mình có three columns, ba cột ha. Cột đầu tiên là cô có là you find, you see, you put, you wear. Lần lượt là những cái động từ. In the betweens, ở giữa cô có this và these, số ít hoặc là số nhiều ha. Ít thì this, đi là nhiều. Và ở phía bên tay phải là những cái description, những cái câu mô tả một cái gì đó. Rồi bây giờ nhiệm vụ của mình là sẽ ráp ba cái khung này lại cho cô thành một cái câu hoàn chỉnh nha. For example, you see this at the cinema or at home on TV. Sau khi nói xong thì con phải đoán cho cô luôn đây là cái câu miêu tả cái đồ vật gì. Rồi, con thử đoán xem câu ví dụ. Người ta đang mô tả đồ vật You gì? see this at the cinema or at home on TV, Phim, very good. Đáp án chính xác. Tiếp tục nè. Mình có four verb, mình có bốn cái động từ đúng không? Find, see, put và where. Find, see, put và where. Tìm, thấy và đặt mặt. Câu tiếp theo mình sẽ nói từ gì đây? You see this on the You see gì con? You see this hay là you see these? beach. You see these là số nhiều ha. On the sand, on beaches. Và đáp án của mình cái đó là cái gì? Sale. Nếu như a shell thì phải là this nha. Bởi vì this là số ít. A là một thì phải là this chứ con. À, thì con kêu là this mà. Ở this hả? Cô nghe hình this. Rồi, tiếp theo. Tiếp tục đi Minh. Mình còn 5 câu nữa. Là gì cô? Put là You đặt put. con, đặt để. You put this on your head in cold weather. You put this on your head in cold weather. And your answer is A hat. a hat. Continue. Tiếp tục. Continue, tiếp tục đi con. You see these. These. You see These. these Số nhiều ha. inside bookshop You see D inside bookshop and library. Continue.
À quên, con đoán cho cô luôn đi, đó là cái gì? A book. Book. Book hay là book? Lưu ý cho cô đây là chữ D nha. Books. Đúng rồi. Tiếp tục nè. Dạ. Sao rồi? Nãy giờ mình chưa đụng vào chữ find, chữ where. Gì cô? Nãy giờ con chưa dùng chữ find và chữ where. Chị que thì chị có cái giày nữa. Thì chị dùng cho cái giày. Để con Và làm chữ câu đó. phim thì dạ. Có làm câu que luôn đi. Nhanh cô. Cái câu màu đen con đổi thành du phim được không cô? Con thấy nghe nó hợp lý hơn. Yuffie hả? Chữ này đọc là find. Find, tìm thấy. Yêu Rồi, phải. đỡ ra thành find ha. Tiếp tục đi. Con làm câu với chữ que nè. You were inside book You wear this hay là đi? on your feet. You wear this hay là đi? When you go for a walk. Đi hay là this? Số nhiều hay số ít? Đi. Đây. Đầy ha. Dài. You find là rồi luôn. Còn câu nào nữa không? Còn câu outside với lại câu on plan nè. Chưa làm nè. Con trả lời ý nghĩa của nó luôn con. Đặt câu cho cô trước rồi mới trả lời nghĩa. Nghĩa của nó là gì? Ok. Câu màu tím đúng không? Rồi, câu màu tím đáp án của con là Vậy là cái giày. shoes, 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 đôi giày. Trời. Chính xác. Câu tiếp theo đi con. Mình còn three sentences, ba câu nữa. Câu outside, câu on land và câu in the sea or in the lake. Ồ cô, con đổi cái màu đen thành file mà cô. Ừ, thì cô đã con đổi rồi, cô ghi nhận đáp án rồi. Con tiếp tục đi. This outside window in some house or flat. You see this outside window or some houses of that? And your answer is A balcony. a balcony. A balcony. Rồi, tiếp tục đi con. Còn lại hai câu. There's on plant and tree. You see these, đúng không? You see these. Số nhiều ha. Rồi sao nữa? On plants and trees. On plant and trees. And what is your A leaf. answer? Lips hay là Leaves. lips? Đúng rồi. Còn one more. In the sea or in the place. Còn một câu nữa. Bắt còn một câu.
Inside bookstore, outside window. Còn câu in the sea or in a lake. Was You clean see, hay là you fine. find. You find là gì nữa con? This hay là these? This This là số ít, these là số nhiều. This là số ít ha. Right. In the sea or in a lake. Đáp án của mình là Iceland. Iceland. Island số nhiều hay số ít con? Dạ số ít. Số ít thì phải là on islands. On islands ha, một hòn đảo. Rồi bây giờ cô kiểm tra đáp án nha. Đó. Đây, you find these. Hòn đảo mình có số nhiều nha, cho nên là mình phải dùng these ha. Đi. Put these on your feet when you go for work. Đôi giày thì mình dùng là these, đúng rồi. Book thì mình dùng là you find. These số nhiều luôn. Balcony thì mình dùng số ít ha. Ok. Continue exercise B. Find the words in the box and write them on the line. Giờ mình tới chơi trò chơi ô chữ nha. Bây giờ nhìn vào đây nè, con tìm được chữ nào thì con đọc ra cho cô ha. À, màn hình con chưa hiển thị nữa cô. You have 1 minute to find as many words as possible in the workbox. Cố lên bên ơi. Cô làm cho con cái một cái mẫu rồi nè. Dreams. Rồi từ, từ những từ khác cho cô đi. Red. Mình có thể dùng được cái chức năng mà làm trực tiếp trên trên màn hình luôn á con. Con thử dùng cái cho cô. Trên màn hình có một cái hình của cây bút á, con ấn vào là con có thể sử dụng được cây bút trên màn hình. Dạ, con không có cây bút, con chỉ có cây Rockison là số người tham gia nè, khung chat nè, record, rotation, cái khiên, và cái nút màu đỏ. Hết rồi con. Ừ, cô nhớ là có một cái nút vẽ mà ta. Nhưng mà con nói ở đâu thì con mới biết. Để cô xíu ha. Của cô thì nó hiện thẳng trên màn hình luôn rồi đó. Còn của con thì không thấy đâu. Ừ, con thử ấn vào cho cô những cái nút đó coi. Bỏ đi cái nút chat là mình biết ra không phải rồi nè. Rồi còn ngoài cái nút chat ra còn có nút gì? Participant đúng không? Dạ, Participant. principal là con có kiểm tra rồi, rồi cái record là con cũng kiểm tra rồi, cái registration là cái biểu tượng con cũng kiểm tra rồi. Đó được rồi đó, mình có reaction được rồi đó. Bấm vô phần reaction con thử xem. Reaction. Đâu có cái biết viết nào đâu cô. Rồi đợi cô xíu nha. À, phải làm sao ta? Ngoài ra nó còn có chữ gì nữa không Minh? Dạ có chữ view. View, bấm vào chữ view thử đi con. Dạ có spark view và gallery view. Ừ, cái đó Và không phải là không phải, full không phải. Không phải screen. Ok, stop video. Cam thì đương nhiên là không cô. rồi. Ừ, đúng rồi. Để cô xíu cô kiểm tra xem cái nút pen nằm đâu ta. Của cô thì nó hiện ra sẵn rồi. Còn có thêm cái chữ leave nữa.
Cái đó thoát khỏi màn hình này luôn, Ừ, mày tắt đúng đi rồi. luôn. Rồi, có gì bữa sau cô nghiên cứu rồi cô chỉ lại cho mình. Rồi, bây giờ mình cứ tìm trước cho cô đi nằm ở dòng thứ mấy con? Dạ, dòng số 2. Dòng số 2, cột số mấy? Dạ, cột số 2. Cột số 2, chữ R. Cô thấy chữ R rồi, cô phải đi đâu nữa? Dạ, xuống một ô. Số 1 không? Dạ, không phải chữ R mà là chữ B. Xong À rồi rồi, nối chữ ngang B đúng đến chữ không? D. À, what does it mean? Chữ là chữ gì con? What Dạ, does bánh it mean? mì. Không phải con. Beard. Beard là hàm rau. Beard làm hàm rau nha. Còn bánh mì là bread. Chữ R. Tiếp tục đi con. Grass. Cho cô dòng máy Dòng cột máy cuối nè. cùng. Cuối cùng cột. Cột thứ ba. Grass. Ok, I got it. Đây ha. What does it mean? Vậy là cỏ. Tỏ. Chính xác. Continue. Tiếp tục. Chữ phone ngay trên chữ grass. Chữ phone. What does it mean phone? Vậy là điện thoại. Very good. Continue. Cô thấy còn nhiều từ lắm, là như còn khoảng 5-6 từ nữa. Chữ gì con? Chữ Dòng thứ red gold bắt đầu ở ở cột số 1. cột số 1 Chữ đây, red. dòng số mấy? Dạ, dòng số 3. Đây, chữ S. Đến chữ E. Ok, scales. What does it mean scales? Đó là trừ Nghĩa là gì con? Skate. là trừ ở. Skating là trượt, đúng không? Còn skate là Bán skate. trượt. Chưa, thì chính xác. Skate có Là S gì là cơ? giày trượt băng. Skate có S là giày trượt băng ha. Rồi, continue, tiếp tục đi con. Songs. Song. Đây ha, Song. cô thấy chữ song rồi, số nhiều songs. Continue, tiếp tục. Hát. What? Là hát. Has, dòng thứ mấy, cột thứ mấy? Dạ không, con nói là cái nghĩa của cái song cơ. À, nghĩa của song là bài hát. Continue, tiếp tục. Classic. Classes. Đây, very good. What does it Giờ là cái kính. mean classes? Continue. Dòng máy cột máy mình. Là nó đi theo cột cột cuối Đây, và đúng rồi dòng con. thứ Mouse stair. Mouse stair cũng là rau mà. master là rau Rau gì? rau rau mũi, Rau. rau quai hàm. Rau quai nón hả? Qua Phải không? hàm. Cây bao ste này là rau quai nón đúng không? Rồi, ok. Sands. Chữ gì cân? Sand. Cát Sàn trên chữ cát. sông. Đúng rồi. Continue vẫn còn. Rồi chữ soccer. Soccer, chính xác. Vẫn còn. Bây giờ cô tiết lộ đáp án nha, để coi mình thiếu từ gì nha. Bye.
Bye. Bye. Đúng rồi, bye. Now check the answer. Beer, skates, glasses, soccer, song, sand, phone, grass, master. Ồ, ở đây mình còn tìm được chữ boy nữa. Mình còn tìm được hơn cái đáp án người ta cho luôn. Wow, very good. Right. So now, continue. Bây giờ cô có ba cái description, con tìm những cái từ trong cái post này và cho cô đáp án nha. Number one, two words for things which are under your feet when you are standing. Ở dưới chân mình Yes. khi mà mình đứng. Yes. Trong cái boss ha. Trong cái boss là cái từ skaters. Skaters. Chỗ này mình không đọc là skaters, còn mình đọc là skates. Skates. Skate. Grass. Grass, chính xác. Number two, to work for hair, which some men have on their face. Red. Beer, Red. beer, Mouse there. beer, Here. Mouse and there. mouth there, đúng rồi. To work for the things we can wear. Glasses. Glasses, một cái. Dreams. Gì nữa cơ? Classes Dreams. là gì nữa? Dreams. Dreams, dream là giấc mơ nha. Giấc mơ mình không có que được. Dream mình không có que được. Sao đáp án là gì? Phone. No, mình có thể wear được cái case nè. Đúng không? Đôi giày mình dùng động từ mang là wear được đó cơ. Wear. Rồi, tiếp tục nha. Find the word in the box and write them on the lines. Tiếp tục đọc cái phần miêu tả và cho cô đáp án nha. Cô ví dụ là did it rain and cows and horses eat it? Đáp án của mình là dress. Tiếp tục, number one. You see this on the ground at the beach. Too easy, quá dễ. Ủa cô, sao cái chữ glass biến mất tiêu rồi kìa cô? Đâu Chữ cần grass. classes à, thì con tô thêm vào cho cô đi. Đây, để cô tô thêm vào ha. Chữ Rồi. grass mất luôn. Rồi, number one, mình chọn đáp án gì cân? Sam. Sun. Now let's check the answer. Sun có phải đáp án chính xác không? Yes, đúng rồi, giỏi. Number two. Number two. Number two, number two. Number two là space. Đúng rồi. Number three. Pen something good where Cái gì mà liên quan đến music?
Songs. Song, correct answer. Number four. Dreams. Dreams, chính xác. Number five. Look at the boss, nhìn vào cái hộp. Look at the boss. You can tell You can people call. on this. Call. Yeah. You can call. Gọi. On the phone. 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 Đáp án chính xác. Number six. Man. Number six, Beer. some men Beer. have this under their nose and above their mouth. Beer. Beer. But the answer is master. Nhưng mà beer cô cũng chấp nhận được ha. Nhưng mà tại sao ở đây đáp án là master nó chính xác hơn? Bởi vì ở đây người ta nói là under their nose, có nghĩa là ở dưới cái mũi, là thường là rau quai nón, còn cái bia thì nó dưới cái đây nè con ha, cho nên là master. Number seven. Circle. Shocker, chính xác. Và number A hồi nãy cô mới nói luôn. Yeah, là yeah. Beer, đúng rồi. Bây giờ mình lấy game tiếp tục thôi. Rồi. Bây giờ cô sẽ cho chữ trước hay là Minh cho chữ trước nè? Ai là người bắt đầu? Con. Cô hả? Con. Rồi con. End. Ok. Dog. Cho nghĩa luôn nha. Dog của cô có nghĩa là con chó. Em của con là kết thúc. Your turn. Nghĩa Minh ơi. Dạ là cỏ. Ok. Song, bài hát. Năm giây đếm ngược nha. Five, four, three, two, one. Time's up. Hết giờ rồi. Cho cô đáp án. Time's up, time's up. Come on, come on, come on. Từ gì? Cô gợi ý cho. Tỏi. Trò chơi. Cho ai đó cái gì? Give. Rồi. Nhưng con chọn game. Game. My turn, tới lượt cô ha. Envelope. Bìa thư.
Hey. Elish, okay. House, ngôi nhà. Nước Island, Anh. okay. Dawn, búp bê. Like, what does it mean? Là chân. Give, cho. Con voi. Quả trứng. Ok. Cô có từ hồi nãy cô nói ha. Garlic, tỏi. Garlic. Carrots, very good. Toy. Đồ chơi. Yo-yo, được ha. Orange. One more turns. Một lượt nữa nha. Teacher. Right. Rồi bây giờ cô sẽ dặn cái homework của mình nè. Homework của mình ha.